Trung tâm Diệu Pháp Âm trân trọng giới thiệu tác phẩm Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng giải. Việt dịch: Tỳ Kheo Thích Minh Định. Tập 4. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, quyển 5, phẩm Từ Dưới Đất Giọt Lên thứ 15. Kinh Diệu Pháp Liên Hoa chia làm 7 quyển, tổng cộng có 28 phẩm. 14 phẩm trước là nói về nhân của một thừa, 14 phẩm sau là nói về quả của một thừa. Cũng có thể nói 14 phẩm trước là khai quyền hiển thật, mở bày phương tiện để hiện ra tướng chân thật. 14 phẩm sau là khai cận hiển diễn, mở bày gần để biết xa, đều nói pháp tối thượng thừa. Phẩm này thuộc lại vô lượng vô biên Đại Bồ Tát trụ ở trong hư không, ở thế giới phương dưới. Các ngài từ dưới đất giọt lên. Tại sao? Vì muốn cúng dường Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì phải hộ trì Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đó là những pháp thân đại sĩ, tức Đại Bồ Tát ở trong quá khứ đã từng làm đệ tử của Đức Phật Thích Ca. Bây giờ các ngài đều đến hoằng dương Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Kinh văn: bấy giờ các vị Đại Bồ Tát đến từ các cõi nước phương khác, số nhiều hơn số cát của 8 sông Hằng. Ở trong đại chúng đều đứng dậy chắp tay làm lễ mà bạch Đức Phật rằng: Đức Thế Tôn, xin Ngài lắng nghe. Sau khi Phật diệt độ, chúng con sẽ ở tại thế giới Ta Bà này, siêng năng tinh tấn, hộ trì đọc tụng, biên chép cúng dường kinh điển này. Sẽ ở cõi này mà vì chúng sinh rộng nói kinh này. Giảng giải. Lúc đó, tức cũng là sau khi nói xong phẩm An Lạc Hạnh, chính là lúc phải nói phẩm Từ Dưới Đất Giọt Lên. Tức là vào lúc có rất nhiều các vị Đại Bồ Tát đến từ các cõi nước phương khác, số đồng vô lượng nhiều hơn số cát 8 sông Hằng. Các ngài đến gặp Đức Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca. Những vị Đại Bồ Tát này ở trong đại chúng cùng nhau đứng dậy, cung kính chắp tay mà bạch Phật rằng: Đức Thế Tôn, xin Ngài nghe chúng con phát nguyện. Sau khi Phật diệt độ, chúng con nhất định tu hành ở tại thế giới Ta Bà này, siêng năng tinh tấn, hộ trì Kinh Pháp Hoa, đọc tụng Kinh Pháp Hoa, biên chép Kinh Pháp Hoa, cúng dường Kinh Pháp Hoa. Chúng con ở trong cõi nước này rộng vì tất cả chúng sinh diện nói đạo lý chân thật của Kinh Pháp Hoa, khiến cho tất cả chúng sinh gieo trồng căn lành, sớm thành tựu quả vị Phật. Kinh văn: bấy giờ Đức Phật bảo các chúng Đại Bồ Tát: Thôi đi, thiện nam tử, không cần các ông hộ trì kinh này. Tại sao? Vì thế giới Ta Bà của ta đây đã có các Đại Bồ Tát nhiều như số cát 6 vạn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát đều có quyến thuộc nhiều như số cát 6 vạn sông Hằng. Hết thảy những người đó, sau khi ta diệt độ, sẽ hộ trì đọc tụng rộng nói kinh này. Giảng giải. Lúc đó Đức Phật bảo các vị Đại Bồ Tát số đông nhiều như số cát 8 sông Hằng đến từ các phương khác rằng:
Thôi đi, không cần đâu. Thiện nam tử, các ông đừng phát nguyện đến hộ trì kinh Pháp Hoa. Tại sao lại nói vậy? Vì Đức Phật Thích Ca muốn khiến cho đệ tử của mình gieo trồng nhiều căn lành, làm nhiều công đức. Lại nói tiếp, vì thế giới Ta Bà của ta đây đã có các đại Bồ Tát, đông nhiều như số cát sáu vạn sông Hằng. Mỗi vị Bồ Tát đều có quyến thuộc, tức đệ tử, đông nhiều như số cát sáu vạn sông Hằng. Hết thảy những người đó sớm đã phát nguyện. Sau khi ta diệt độ, sẽ hộ trì, đọc tụng, biên chép, rộng nói bộ kinh Pháp Hoa này. Kinh văn. Khi Đức Phật nói như thế, thì 3.000 đại thiên thế giới Ta Bà, mặt đất rúng nứt, và trong sự rúng nứt đó, có vô lượng ngàn vạn ức đại Bồ Tát đồng thời giọt lên. Các vị Bồ Tát đó, thân đều màu vàng, đủ 32 tướng, có vô lượng quang minh. Các vị Bồ Tát đó đều trụ ở trong hư không, ở dưới cõi Ta Bà. Giảng giải. Khi Đức Phật Thích Ca nói những lời như thế, thì tại thế giới Ta Bà, 3.000 đại thiên thế giới, tất cả đất đai đều chấn động nứt ra. Trong sự đất nứt ra có vô lượng ngàn vạn ức đại Bồ Tát đồng thời giọt lên. Những vị đại Bồ Tát đó đều là đệ tử của Đức Phật Thích Ca giáo hóa ở trong quá khứ. Các vị Bồ Tát từ dưới đất giọt lên, thân đều màu vàng tía, đầy đủ 32 tướng đại nhân, lại có vô lượng quang minh. Các ngài đều trụ ở trong hư không, ở dưới cõi Ta Bà. Kinh văn. Các vị Bồ Tát đó nghe tiếng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni diện nói diệu pháp, bèn từ phương dưới mà đến. Mỗi vị Bồ Tát đều là đạo sư của đại chúng. Ai nấy đều mang theo quyến thuộc nhiều như số cát sáu vạn sông Hằng. Có vị mang theo quyến thuộc nhiều như số cát năm vạn, bốn vạn, ba vạn, hai vạn, một vạn sông Hằng. Giảng giải. Chỗ ở của các vị Bồ Tát đó, tuy nhiên cách thế giới của chúng ta ở rất xa. Song pháp âm của Đức Phật Thích Ca diện nói kinh Diệu Pháp Liên Hoa, các ngài đều nghe được rất rõ ràng. Cho nên, từ phương dưới mà đến Pháp hội Linh Sơn, các ngài đều là đạo sư giáo hóa chúng sinh, làm sư biểu của chúng sinh, đều là thủ lãnh của đại chúng. Mỗi vị Bồ Tát đều mang theo quyến thuộc, tức đệ tử theo Bồ Tát học Phật Pháp đến Pháp hội. Có vị Bồ Tát đem theo quyến thuộc nhiều như số cát sáu vạn sông Hằng, hoặc có vị mang theo quyến thuộc nhiều như số cát năm vạn, bốn vạn, ba vạn, hai vạn, một vạn sông Hằng. Kinh văn. Hoặc có vị chỉ mang theo quyến thuộc nhiều như số cát một sông Hằng, nửa sông Hằng, một phần tư, cho đến một phần ngàn vạn ức Na Do Tha. Lại có vị mang theo ngàn vạn ức Na Do Tha quyến thuộc, hoặc là ức vạn quyến thuộc, hoặc ngàn vạn, trăm vạn, cho đến một vạn, hoặc một ngàn, một trăm, cho đến mười, hoặc có vị chỉ mang theo năm, bốn, ba, hai, một vị đệ tử. Giảng giải. Có vị Bồ Tát mang theo ngàn vạn ức Na Do Tha quyến thuộc, hoặc ức vạn quyến thuộc, hoặc mang theo ngàn vạn quyến thuộc, hoặc mang theo trăm vạn quyến thuộc, cho đến một vạn quyến thuộc, hoặc có vị mang theo một ngàn quyến thuộc, hoặc mang theo một trăm quyến thuộc, cho đến mười quyến thuộc, hoặc mang theo năm vị đệ tử, hoặc mang theo bốn vị đệ tử, hoặc ba, hai, một vị đệ tử. Những số mục này chẳng nhất định. Theo biểu pháp mà giảng, thì năm là đại biểu cho năm uẩn, bốn đại biểu cho bốn đế, ba đại biểu cho ba độc, hai đại biểu cho hai đức, tức trí huệ, một đại biểu cho một thật đạo, tức chân như, chân lý tuyệt đối. Kinh văn.
Lại có vị Bồ Tát sống một mình, ưa thích hạnh xa lìa thế gian, hết thảy như thế vô lượng vô biên, không thể nào tính đếm. Ví dụ biết được số lượng. Giảng giải. Có vị Bồ Tát phát nguyện chẳng thu nhận đệ tử, tự mình sống một mình, tu hành ở trong rừng sâu núi thẳm, xa lìa sự ồn ào thế gian. Đó là ưa thích hạnh xa lìa, tức cũng là tu hành đầu đà, khổ hạnh. Hết thảy như thế, nhiều vô lượng vô biên, chẳng cách chi tính đếm. Ví dụ để biết được số lượng chính xác. Kinh văn. Các vị Bồ Tát đó từ dưới đất giọt lên rồi đều đến chỗ tháp bảy báo trong hư không của Đức Đa Bảo Như Lai và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến rồi, ai nấy đều hướng về hai Đức Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, và đến dưới cây báo chỗ của chư Phật ngồi trên tòa sư tử, cũng đều làm lễ, nhiễu bên phải ba dòng, chắp tay cung kính. Dùng đủ thứ pháp khen ngợi của các Bồ Tát để khen ngợi, rồi lui về một bên, chiêm ngưỡng hai Đức Thế Tôn. Giảng giải. Vô lượng vô biên những vị đại Bồ Tát đó, sau khi từ dưới đất giọt lên rồi, mỗi vị Bồ Tát đều đến chỗ tháp bảy báo trong hư không của Đức Đa Bảo Như Lai và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đến rồi, ai nấy đều hướng về hai Đức Thế Tôn, đảnh lễ năm thể sát đất, thân tâm cung kính. Lại đến dưới cây báo trước tòa sư tử của chư Phật, đến từ mười phương, cúi đầu đảnh lễ. Nhiễu bên phải ba dòng, biểu thị cung kính. Sau đó, chắp tay lại cung kính chiêm ngưỡng tôn nhan của chư Phật. Dùng những lời khen ngợi của các Bồ Tát để khen ngợi. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Nghĩa là, trên trời nhân gian không ai bằng Phật, mười phương thế giới không ai sánh bằng. Hết thảy thế gian ta thấy hết, tất cả không ai như Đức Phật. Chúng ta mỗi ngày niệm Phật A-di-đà Phật thân sắc vàng, tướng tốt chói sáng không ai bằng. Hào quang trắng chuyển động như tu di, mắt Phật xanh biếc như nước bốn biển. Trong quang minh có vô số quá Phật, quá Bồ Tát chúng cũng nhiều vô biên. 48 nguyện độ chúng sinh, chính phẩm sen vàng lên bờ giác. Đó là pháp khen ngợi Phật. Những vị Bồ Tát đó, sau khi đảnh lễ khen ngợi rồi, bèn lui về một bên, chuyên tâm chiêm ngưỡng Đức Đa Bảo Như Lai và Phật Thích Ca, mắt chẳng tạm rời. Kinh văn. Các vị Đại Bồ Tát từ khi mới giọt lên, dùng đủ thứ pháp của các Bồ Tát để khen ngợi Phật. Thời gian như thế trải qua 50 tiểu kiếp. Giảng giải. Những vị Đại Bồ Tát đó bắt đầu từ dưới đất giọt lên, bèn dùng đủ thứ pháp khen ngợi của Bồ Tát để khen ngợi Đức Đa Bảo Như Lai, Đức Phật Thích Ca và các Đức Phật từ mười phương đến. Khen ngợi Phật như thế trải qua thời gian 50 tiểu kiếp. Tiểu kiếp là gì? Tuổi thọ của con người bắt đầu từ 10 tuổi, mỗi 100 năm thì tăng 1 tuổi, thân cao thêm 1 tấc, tăng đến 8 vạn 4.000 tuổi thì ngừng, tức 1 tăng, sau đó là giảm xuống. Cũng mỗi 100 năm thì giảm 1 tuổi, thân cao cũng giảm xuống 1 tấc, giảm xuống còn 10 tuổi thì ngừng, tức 1 giảm. Do đó, một tăng một giảm là một kiếp. Kinh văn. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn ngồi yên lặng, bốn chúng cũng đều yên lặng. Thời gian 50 tiểu kiếp rất dài, nhưng nhờ thần lực của Phật, khiến
khiến cho đại chúng cảm thấy như chỉ nửa ngày. Giảng giải. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca vẫn ngồi yên lặng trong thời gian 50 tiểu kiếp, chưa từng nói pháp gì. Trong hội này có người hoài nghi. Đức Phật Thích Ca thọ chỉ 80 năm, nói pháp 49 năm, giảng kinh hơn 300 hội, cuối cùng nói kinh Pháp Hoa. Từ khi bắt đầu cho đến cuối chỉ nói 8 năm. Tại sao ở trong kinh văn nói Đức Phật Thích Ca diện nói kinh Pháp Hoa trải qua 50 tiểu kiếp? Chẳng có căn cứ gì cả, thật khiến cho mọi người khó tin. Trong kinh Duy Ma Cật có ghi rằng ông Duy Ma Cật ở trong một căn nhà nhỏ, diện tích chiều dài chiều rộng chẳng quá một trượng, song có thể dung nạp được 3.200.000 tòa sư tử. Mỗi tòa sư tử cao khoảng 8 vạn do tuần, một do tuần khoảng 40 dặm. Nhà một trượng vuông làm sao có thể dung nạp được 3.200.000 tòa sư tử cao lớn như thế? Đó là cảnh giới trong nhỏ hiện lớn, trong lớn hiện nhỏ, viên dung vô ngại. Chẳng qua phàm phu chẳng minh bạch đạo lý này. Nếu minh bạch được thì 50 tiểu kiếp bớt quá chỉ một niệm mà thôi. Nếu chẳng minh bạch thì tức là 50 tiểu kiếp. Do đó, 50 tiểu kiếp tức một niệm, một niệm tức 50 tiểu kiếp. 50 tiểu kiếp cũng chẳng phải là thời gian dài, một niệm cũng chẳng phải là thời gian ngắn. Tóm lại, đừng chấp trước, không nên có tâm phân biệt. Bây giờ tôi kể một câu chuyện để cho mọi người nghe. Cao Phong Diệu thiền sư khi ngồi thiền thì đến chỗ ven đỉnh núi mà ngồi thiền. Tại sao lại ngồi thiền ở chỗ nguy hiểm như thế? Vì khi ngài ngồi thiền thì luôn luôn nhập mộng, chướng ngại sự tu hành. Cho nên ngài phát nguyện đến ven đỉnh núi ngồi thiền. Nếu mà ngủ gục thì sẽ rớt xuống núi tan xương nát thịt, tức cũng là đề cao cảnh giác cho đừng ham ngủ. Một ngày trôi qua chẳng ngủ. Tại sao? Vì chẳng dám ngủ. Nếu mà ngủ thì sẽ rớt xuống vực thẳm, kết liễu tánh mạng. Vì sinh tồn cho nên không dám ngủ. Xong đến ngày thứ 8 thì chịu hết nổi, mới ngủ trong lúc ngồi thiền. Thân thể bèn nghiêng về phía trước, rớt xuống vực thẳm ngàn trượng. Trong tâm ngài nghĩ, lần này chắc chắn chẳng còn tánh mạng. Do đó, bèn buông bỏ thân tâm, chết thì chết, chẳng cần lo, ngủ bao lâu thì cứ ngủ. Thân thể ngài Cao Phong Diệu thiền sư rớt đến nửa đường, thì Bồ Tát Di Đà đến hộ pháp. Bồ Tát Di Đà đỡ ngài ở trong hư không, nâng ngài đi lên. Ngài cảm thấy thân thể của mình lơ lửng thăng đi lên, cuối cùng đến được nơi an toàn. Ngài mới hỏi trong hư không rằng: vị thiện thần nào đó đến hộ pháp tôi? Bồ Tát Di Đà nói: hộ pháp Di Đà. Ngài nghe tiếng của Bồ Tát Di Đà thì bèn sinh tâm kiêu ngạo. Trong tâm nghĩ: ta cảm ứng được Bồ Tát Di Đà đến hộ pháp, đại khai người tinh tấn tu hành như ta trên thế giới này chắc chắn chẳng bao nhiêu. Do đó mới hỏi Bồ Tát Di Đà rằng: Bồ Tát Di Đà, trên thế giới này người tu hành dũng mãnh tinh tấn như ta có được bao nhiêu? Bồ Tát Di Đà nói: người tu hành như thế nhiều như lông bò. Ông sinh tâm cống cao ngã mạn như thế, trong 8 vạn đại kiếp tới ta cũng chẳng hộ pháp cho ông. Nói rồi bèn bỏ đi. Lúc đó ngài Cao Phong Diệu thiền sư sinh tâm hổ thẹn rơi lệ, bèn nghĩ: Bồ Tát Di Đà chẳng hộ pháp cho ta, ta cũng phải tham thiền đã tọa tu hành đạo nghiệp. Do đó phấn chấn tinh thần, bắt đầu ngồi thiền. Ngồi chẳng bao lâu, nhịn ngủ chẳng đặng, lại ngủ gục nữa. Do đó lại rớt xuống vực thẳm nữa. Ngài nghĩ lần này chẳng còn hy vọng nữa,
tính mạng cùng chấm dứt. Trong lúc đó, lại có hộ pháp Di Đà đến đỡ Ngài, nâng đem lên trên núi. Ngài lại hỏi trong hư không rằng, vị hộ pháp nào vậy? Bồ Tát Di Đà nói, hộ pháp Di Đà. Ngài Cao Phong Diệu Thiền Sư nghe nói, lại nổi giận nói, lão Di Đà, ông nói trong tám vạn đại kiếp chẳng hộ pháp tôi, tại sao bây giờ lại đến cứu tôi? Chẳng phải ông đã phạm giới nói dối chăng? Bồ Tát Di Đà nói, vì ông khóc, sinh tâm sám hối rất kiên thành mà còn chân thật, cho nên vượt hơn thời gian tám vạn đại kiếp. Tức đã vượt quá thời gian thì tôi phải đến hộ pháp ông. Do đó có thể thấy, một niệm sám hối có thể vượt quá tám vạn đại kiếp. Cảnh giới này thật là không thể nghĩ bàn. Đức Phật Thích Ca ở trong 50 tiểu kiếp chẳng nói, bốn chúng tỳ kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ nữ cũng chẳng nói. Thời gian 50 tiểu kiếp đó tuy rất dài, song vì nhờ thần lực của Phật nên khiến cho đại chúng cảm thấy giống như chỉ thời gian nửa ngày. Tóm lại, tuy trong nửa ngày có thể đã trải qua 50 tiểu kiếp, tuy 50 tiểu kiếp mà giống như nửa ngày. Kinh văn. Bấy giờ, bốn chúng cũng nhờ thần lực của Đức Phật, cho nên thấy các vị Bồ Tát của vô lượng trăm ngàn vạn ức cõi nước đầy khắp hư không. Giảng giải. Lúc đó, bốn chúng cũng nhờ thần lực của Đức Phật nên nhìn thấy các vị Đại Bồ Tát từ dưới đất giọt lên đầy khắp hư không của vô lượng trăm ngàn vạn ức cõi nước. Cửu kính đông nhiều bao nhiêu, chẳng ai biết được. Bây giờ nói về thời gian. Trong kinh nói, một ngày một đêm ở cõi trời Tứ Thiên Vương là 50 năm ở tại nhân gian. Một ngày một đêm ở cõi trời Đao Lợi là 100 năm ở tại nhân gian. Một ngày một đêm ở cõi trời Dạ Ma là 200 năm ở tại nhân gian. Mỗi tầng trời cao hơn thì thời gian gấp bội lên. Tuổi thọ của chư thiên ở cõi trời Tứ Thiên Vương là 500 tuổi, ở cõi trời Đao Lợi là 1.000 tuổi, ở cõi trời Dạ Ma là 2.000 tuổi. Mỗi tầng trời cao hơn thì tuổi thọ gấp bội lên. Khi Đức Phật còn tại thế, thì có một vị ngoại đạo hỏi tôn giả Ca Chiên Viên rằng, tôi không tin có đời sau. Nếu có đời sau, thì tại sao con người sau khi chết chẳng về báo cáo sự chịu khổ như thế nào? Tôn giả đáp, giống như người phạm tội bị nhốt vào tù thì làm sao mà trở về? Ngoại đạo lại hỏi, người sinh về cõi trời, tại sao chẳng trở về báo cáo sự hưởng thụ như thế nào? Tôn giả đáp, ngày đầu tiên họ sinh về cõi trời phải sắp xếp chỗ ở, ngày thứ hai lại phải nghỉ ngơi, ngày thứ ba trở về báo tin, thì ở nhân gian đã quá mấy trăm năm, làm sao mà bạn thấy được? Lúc đó ngoại đạo chẳng có lời lẽ gì để nói, cáo từ đi về. Kinh văn. Trong chúng Bồ Tát đó có bốn vị đạo sư, một tên là Thượng Hạnh, hai tên là Vô Biên Hạnh, ba tên là Tịnh Hạnh, bốn tên là An Lập Hạnh. Bốn vị Bồ Tát này là thượng thủ, là thầy xướng đạo ở trong chúng. Giảng giải. Ở trong vô lượng trăm ngàn vạn ức chúng Đại Bồ Tát có bốn vị đại đạo sư. Vị đạo sư thứ nhất tên là Thượng Hạnh, vị đạo sư thứ hai tên là Vô Biên Hạnh, vị đạo sư thứ ba tên là Tịnh Hạnh, vị đạo sư thứ tư tên là An Lập Hạnh. Vì các ngài tu hạnh môn cao thượng nhất, vô biên nhất, thanh tịnh nhất, an ổn nhất. Bốn vị đạo sư này là thủ lãnh ở trong những vị Đại Bồ Tát đó, là thầy xướng đạo của họ. Kinh văn. Ở trước đại chúng, ai nấy đều chắp tay nhìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà hỏi thăm rằng,
Đức Thế Tôn ít bệnh, ít phiền não, an lạc hạnh chăng? Những người đáng độ có dễ giáo hóa chăng? Không khiến cho Đức Thế Tôn mệt nhọc chăng? Giảng giải. Bốn vị đạo sư Bồ Tát đó, ở trước đại chúng, ai nấy đều chắp tay lại, nhìn tôn nhang của Đức Phật Thích Ca mà hỏi thăm rằng: Đức Thế Tôn, hiện tại Ngài khỏe chăng? Chẳng có phiền não chăng? Đối với bốn hạnh an lạc, tức thân an lạc hạnh, khẩu an lạc hạnh, ý an lạc hạnh, nguyện an lạc hạnh, được an lạc chăng? Những chúng sinh đáng quá độ, có dễ giáo hóa chăng? Chẳng có chướng ngại gì chăng? Chẳng khiến cho Đức Thế Tôn mệt nhọc chăng? Thân an lạc hạnh, tức là thân phải xa lìa 10 việc sau đây. 1. Giàu sang quyền thế. 2. Thần nhân tà pháp. 3. Hung hiểm giỡn cười. 4. Kẻ chiên đà la. 5. Chúng nhị thừa. 6. Dục niệm. 7. Năm thứ người bất nam. 8. Nơi nguy hại. 9. Việc chê bai nghi ngờ. 10. Nuôi dưỡng sa di nhỏ tuổi. Khẩu an lạc hạnh, tức là miệng nên xa lìa bốn thứ lời nói. 1. Không nên nói lỗi của người và kinh điển. 2. Không khinh mạng kẻ khác. 3. Không khen ngợi kẻ khác, cũng chẳng hủy báng kẻ khác. 4. Chẳng sinh tâm bi hận. Ý an lạc hạnh, tức là ý nên xa lìa bốn thứ lỗi. 1. Đố kỵ xiểm nịnh. 2. Khinh khi mắng chửi. 3. Dùng đại hạnh mắng chửi người tiểu hạnh. 4. Cạnh tranh. Nguyện an lạc hạnh là đối với chúng sinh chẳng nghe, chẳng biết, chẳng hay kinh Pháp Hoa thì khởi tâm từ bi. Ta muốn được vô thượng chánh đẳng chánh giác, dùng sức thần thông và trí huệ để dẫn dắt chúng sinh vào trong Pháp này. Kinh văn. Bấy giờ, bốn vị Đại Bồ Tát bèn nói bài kệ rằng: Thế Tôn an lạc, ít bệnh ít não, giáo hóa chúng sinh được chẳng mệt nhọc, và các chúng sinh thọ quá dễ chăng, chẳng khiến Thế Tôn sinh mỏi nhọc chăng. Giảng giải. Lúc đó, Bồ Tát Thượng Hạnh, Bồ Tát Vô Biên Hạnh, Bồ Tát Tịnh Hạnh, Bồ Tát An Lập Hạnh, bốn vị Bồ Tát này dùng kệ để hỏi thăm tình trạng của Đức Phật Thích Ca, tức cũng là vấn an. Đức Thế Tôn, Ngài an lạc chăng? Cũng chẳng có bệnh tật, cũng chẳng có phiền não. Giáo hóa chúng sinh chắc chắn rất an nhàn, chẳng có cảm giác mệt mỏi. Lại nữa, tất cả chúng sinh dễ thọ sự giáo hóa chăng? Chẳng có khó khăn gì chăng? Họ chẳng khiến cho Đức Thế Tôn sinh mỏi nhọc chăng? Kinh văn. Bấy giờ, Đức Thế Tôn ở trong chúng Đại Bồ Tát nói như vậy: Như thế, như thế, các thiện nam tử, Như Lai an lạc, ít bệnh, ít phiền não, hết thảy các chúng sinh dễ quá độ, chẳng có mệt nhọc. Tại sao? Vì các chúng sinh đó đời đời kiếp kiếp đến nay luôn luôn thọ sự giáo hóa của ta. Ở trong quá khứ, họ cũng cung kính tôn trọng các đức Phật, gieo trồng các căn lành. Giảng giải. Lúc đó, Đức Phật Thích Ca ở trong vô lượng đại chúng Bồ Tát nói như vậy: Là như thế, là như thế, các vị thiện nam tử, Như Lai rất an lạc, cũng chẳng có bệnh tật, cũng chẳng có phiền não. Hết thảy tất cả chúng sinh đều rất dễ dàng giáo hóa độ thoát. Vì họ nỗ lực tu hành, tinh tấn dũng mãnh, cho nên ta chẳng cảm thấy mệt nhọc. Đây là nguyên nhân gì? Vì hết thảy chúng sinh ở trong quá khứ, đời đời kiếp kiếp, cho đến hiện tại, luôn luôn thọ sự giáo hóa của ta. Họ cũng cung kính chư Phật, tôn trọng chư Phật, gieo trồng vô lượng vô biên căn lành. Kinh văn. Những chúng sinh đó, từ khi thấy thân ta, nghe lời của ta nói, thì đều tin nhận vào trí huệ của Như Lai,
Những người trước kia tu tập tiểu thừa, nay ta cũng khiến cho họ được nghe kinh này mà vào trí huệ của Phật. Giảng giải. Đức Phật Thích Ca lại nói: Hiện tại những chúng sinh mà ta đã giáo hóa, từ khi họ thấy thân ta, nghe tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên giáo của ta nói rồi, thì họ lập tức sinh niềm tin, thọ giáo phụng hành. Cho nên họ đã chứng quả A-la-hán, đã chứng quả vị duyên giác, đã chứng quả vị Bồ-Tát. A-la-hán phân ra sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả. Bồ-Tát phân ra thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, đẳng giác, 51 quả vị. Chứng được 51 quả vị Pháp Thân Đại Sĩ, sau đó vào trí huệ của Phật, chứng được quả vị Diệu Giác. Vào trí huệ của Như Lai, trừ những người trước kia tu tập Tiểu Thừa, không ở trong đó. Hiện tại những người học Pháp Nhị Thừa, Tứ Đế 12 Nhân Duyên, nay ta cũng khiến cho họ nghe kinh Pháp Hoa này, khiến cho họ hồi tiểu hướng đại, phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo, cũng được trí huệ của Như Lai. Kinh Pháp Hoa là con đường tắt tu hành thành Phật, cho nên phải nỗ lực nghiên cứu, đọc tụng, biên chép, ẩn tống, cúng dường, hộ trì kinh này. Y theo Pháp mà tu hành thì công đức vô lượng. Kinh Văn. Bấy giờ các vị Đại Bồ Tát bèn nói bài kệ rằng: lành thay, Đại Hùng Thế Tôn, hết thảy chúng sinh dễ dàng hóa độ, nghe được chư Phật trí huệ sâu xa, nghe rồi tinh hành, chúng con tùy hỷ. Giảng giải. Lúc đó, các vị Đại Bồ Tát lại dùng kệ để khen ngợi Đức Phật Thích Ca. Tốt lắm, tốt lắm. Phật là Đại Thánh Hùng của thế và xuất thế gian, bậc tôn quý nhất của thế và xuất thế gian. Hết thảy chúng sinh rất dễ tiếp thọ Phật quá độ, họ đều nghe được trí huệ sâu xa của chư Phật, sau khi nghe rồi thì tin nhận tu hành. Chúng con hết thảy Bồ Tát cũng tùy hỷ công đức đó, cũng